Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt tuần này. Và trước hết cảm ơn tất cả khán thính giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi góc cạnh của à, vấn đề có thể vấn đề liên quan tới thời sự có thể vấn đề liên quan tới những à, à, gì đang xảy ra trên mạng xã hội và cũng có thể đó là vấn đề liên quan tới lịch sử trước hết cảm ơn tất cả mọi người và trong tuần này thì à, phong có cái bản tin khá đặc biệt của tờ Epoch Times trong đó có một bài phân tích của một tổ chức chiến lược tại úc cho rằng là giới elite tức là giới tài việt của trung quốc đang rất lo ngại và rất lo sợ trong việc mà Nga xâm lấn Ukraine, lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và khối Tây Phương trên toàn cầu đã nhắm vào các tài phiệt của Nga, bao gồm việc tịch thu những cái tài sản gồm có các du thuyền, các cái nhà cửa địa ốc, các biệt thự, các cái biệt phủ vân vân hoặc là đóng băng hay là đông kết tất cả những tài khoản của họ trong các ngân hàng, đặc biệt là những ngân hàng mà nổi tiếng thế giới, kể cả Thụy Sĩ, là cái nơi đổ tiếng là ngân hàng thế giới vẫn đóng băng và ngân và đông kết tất cả những tài khoản của những tài phiệt nga và việc này đã khiến cho các tài phiệt trung quốc lo ngại và họ đang phải lo sợ vô cùng và đây cũng có thể là một cái cửa thoát cho ông tập cận bình Quý vị đã biết là trong các bài phân tích trước mà tôi đã từng nói với quý vị là Tập Cận Bình đang chạy đua với thời gian trong việc mà ông ta muốn ngồi lại cái à, nhiệm kỳ thứ ba trong vai trò tổng bí thư đảng, kim chủ tịch nhà nước và tổng tư lệnh quân đội của Trung Quốc, thì quý vị, ông ta muốn ngồi lại nhiệm kỳ thứ ba, do đó ông ta đã thỏa hiệp với lại à, cái khối được xem là bảo thủ ở trong đảng cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là giới mà tôi gọi là à, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, giới này đòi hỏi ông Tập Cận Bình phải chứng minh là ông ta có cái à, Hành động cụ thể đối với đảo quốc Đài Loan. Và phải có chứng minh về cái bản lãnh mà bảo vệ chủ quyền lãnh hải của ông ta. Bởi vì trong 10 năm ông ta cầm quyền từ năm 2012 cho tới bây giờ. Ông ta thúc đẩy nhiều vấn đề liên quan tới kinh tế. Nhưng mà có vẻ như ông ta vẫn còn à, gọi là khá mềm dẻo trong chính sách đối với Đài Loan. Do đó đám này đã áp lực và ông ta đã thỏa hiệp. Và sự thỏa hiệp này không phải dễ dàng đám... À, chủ nghĩa dân tộc cực đoan họ tin tưởng ông ta. Do đó, trước khi mà có cuộc bầu bán trở lại ở Trung Quốc, họ muốn ông ta phải chứng minh là ông ta phải có hành động cụ thể, ít nhất là một cái hành động rõ ràng, không phải bằng ngôn ngữ, không phải bằng lời nói hay là cam kết mà là những hành động cụ thể. Có nghĩa là ông ta phải động thủ với Đài Loan. Một phần nào có thể chiếm một vài cái đảo vắng người, không ai ở của Đài Loan quản trị và cũng có thể tấn công toàn diện vào đảo quốc Đài Loan. Và việc này ông ta đang chạy đua với thời gian. Đặc biệt là bây giờ ông ta đang quan sát cẩn thận tất cả những diễn biến xảy ra tại à, cuộc chiến tại Ukraine. Và ông ta đang quan sát để cân nhắc cái thời điểm nào ông ta thực hiện cái ý đồ này để chứng minh cái khả năng bảo vệ lãnh hải lãnh thổ của Trung Quốc. Quý vị, do đó Tập Cận Bình ở cái thế là không thể không động thủ với Đài Loan. Đó là cái điều mà tôi thấy, tôi đã phân tích trước đây cho quý vị thấy. Tuy nhiên lần này thì ông ta gần như có được một cái cửa thoát bởi vì giới tài phiệt và giới có tài chánh và giới này là bây giờ đang đứng sau lưng của ông ta một phần nhưng đồng thời họ cũng là những kẻ có lắm tiền lắm bạc ở tại trung quốc và tiền bạc của họ không phải chỉ nằm tại trung quốc mà họ còn phát triển ra bên ngoài trung quốc và đặc biệt là ở các quốc gia tây phương gồm có liên hiệp âu châu các quốc gia tại âu châu các quốc gia ở và tại hoa kỳ và kể cả ở những cái quốc gia được xem là khá là nghèo khó nhưng mà họ cũng gửi tài sản họ qua đó ở những quốc gia ở trung mỹ hay nam mỹ vân vân thì đám tài phiệt trung quốc họ cũng không ngu gì tại vì họ làm giàu nhờ đảng cộng sản và nhờ chính sách của cộng sản và họ biết trước là làm ăn trong thế giới cộng sản trước sau gì cũng sẽ bị làm thịt đặc biệt quý vị thấy là ràng quý vị còn nhớ chắc mà nhân vật sáng lập ra cái công ty alibaba có cái mạng bán e-commerce lớn hàng thứ hai trên toàn cầu sau Amazon. Thì chính ông này nói rằng là ông ta thú nhận là làm à, làm làm ăn và có tiền trong cái thế giới và cái nguồn máy chính trị hiện tại của Trung Quốc là sẽ là một cái điều gần như là tự sát nếu không biết giữ bản thân của mình. Thì quý vị, điều này cho thấy là tài sản kiếm được trong cái kho, trong cái uh, quốc gia mà độc tài toàn trị cộng sản xã hội chủ nghĩa nó có thể biến mất bớ, bất cứ giờ phút nào và những tên tài phiệt này đều có cái uh, khuynh hướng là tẩu tán bớt tài sản của họ ra nước ngoài để là để là lỡ như có chuyện gì thì cũng còn một chút tài sản ở bên ngoài để mà sinh sống à, hoặc là có một cái đời sống tương đối là khá hơn người khác hoặc là có thể chuyển hơn gần như là nhiều tài sản hơn phân nửa tài sản của họ ra nước ngoài. Đây là cái thói quen của các tài phiệt Trung Quốc. Thì quý vị thấy rõ ràng, cái bằng chứng tốt nhất là cái chương trình EB-5 của Hoa Kỳ. Chương trình EB-5 tức là đầu tư để có được thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Và chương trình này thì quý vị thấy rõ là bây giờ mà người Trung Quốc xin gia nhập vào chương trình này phải đợi tới 14 cho tới 16 năm theo thứ tự. Bởi vì cái quota mà Hoa Kỳ đặt ra cho mỗi quốc gia thì quý vị biết là cái lượng người mà có tài sản để mà tìm cách tẩu tán qua Hoa Kỳ rất đông đảo. Có thể nói rất đông đảo. Và trong từ lúc mà Trung Quốc bắt đầu có được cái uh, mức tăng trưởng kinh tế mạnh, tôi lấy cái dấu mốc từ năm 2008 cho tới năm 2016 là cái thời cực thịnh của nền kinh tế Trung Quốc. Nhiều đại gia Trung Quốc đã bung tiền ra bên ngoài, mua những khoáng mỏ, mua những tài sản địa ốc, đầu tư vào các cái dự án uh, vui chơi giải trí, resort vân vân. Rất là nhiều quý vị. Rất là nhiều. Do đó thì họ không phải chỉ có tài sản ở Trung Quốc. Và giờ đây thì cái điều bất ngờ quý vị. Việc mà Nga xâm lấn Ukraine đã khiến cho các tài phiệt Trung Quốc giật mình. Bởi vì khi mà ông Vladimir Putin tấn công vào thủ uh, vào thủ đô Kiev và toàn lãnh thổ của Ukraine đã dẫn tới việc Hoa Kỳ đã khởi động và vận động trên toàn cầu gần như toàn cầu luôn quý vị là ban lệnh cấm vận đối với các tài phiệt của nga ngoại trừ những viên chức xung quanh ông Putin ra thì tất cả những tài phiệt thân cận với lại ông Putin đều trở thành mục tiêu bị bị đóng băng tài sản bị tịch thu tài sản và bị ngưng lại tất cả các cái hoạt động của họ ở bên ngoài trong đó kể cả ông chủ đội banh Chelsea nổi tiếng rồi có những cái du thuyền tỷ giá cả hơn nửa tỷ mỹ kim đã bị tịch thu và tất cả tài khoản của họ bị đa, bị đóng băng, bị đông kết ngay cả ngân hàng Thụy Sĩ nơi được xem là cái ngân hàng duy nhất trên thế giới có một cái lượng cái quốc gia duy nhất trên thế giới mà có cái lượng ngân hàng mà bảo mật hoàn toàn danh sách của khách hàng. Không ai biết được là có bao nhiêu tiền ở trong ngân hàng Thụy Sĩ thì quý vị. Ngay cả Thụy Sĩ cũng đã tuyên bố là ngưng lại tất cả các cái à, à, dịch vụ và sẽ đóng đóng băng tất cả những tài khoản của những à, tài phiệt Nga mà có tài khoản ở trong ngân hàng của họ. Thì quý vị, điều này đã khiến cho đám tài phiệt của Trung Quốc giật mình. Bây giờ tài sản bỏ đi đâu? Để ở Trung Quốc là không an toàn. Một ngày nào mà cái chiến dịch đã à, à, đã hổ diệt rồi của Tập Cận Bình vẫn được khởi động họ vẫn trở thành mục tiêu mất hết tài sản. Bởi vì đa số những đại gia trong Trung Quốc, họ làm giàu là nhờ dựa vào các cái chính sách của đảng Cộng sản và nhờ vào cái sự quen biết và cái sự gọi là mối thân tình của họ đối với các viên chức đảng Cộng sản. Tôi dùng chữ thân tình trong ngoặc kép, có nghĩa là phải cúng bái hàng tháng cho những quan chức của đảng Cộng sản để duy trì mối làm ăn của họ. Đây là cái thói quen trong các xã hội Cộng sản. Việt Nam cũng vậy. Trung Quốc cũng vậy và kể cả Nga cũng vậy quý vị. Cộng sản Trung Quốc họ cùng một cái hệ thống này, tức là những giới làm ăn ở tại những quốc gia này đều là những kẻ trục lợi trên cái chính sách của những kẻ cai trị và lợi dụng chính sách của những kẻ cai trị cấu kết với những kẻ cai trị để làm giàu. Cho nên cái phái sâu mà cái tức là những cái thế hệ sâu mà lên cai trị đó quý vị, nó không chấm mút được thì nó sẽ đem tất cả những kẻ này ra làm thịt với các cái tội danh trốn thuế tham nhũng hay là những cái uh, tội danh nào đó để nó cướp hết tài sản chuyện này đã xảy ra dưới, thờ, uh, dưới thời của tập cận bình dưới thời của uh, nguyễn tấn dũng và nguyễn phú trọng thì quý vị thấy rằng là nó đã xảy ra và ngay cả vladimir putin cũng đã cho đóng băng một số tài sản của những tài phiệt mà đối kháng với ông ta luôn thì quý vị thấy ở những quốc gia độc tài toàn trị xã hội chủ nghĩa và cộng sản thì tài sản không được an toàn. Tài sản của họ kiếm được rất là nhiều. Tôi đã từng nói quý vị, ở Việt Nam, ở Trung Quốc, quý vị kiếm tiền rất là dễ. Nhưng mà giữ tiền rất là khó. Bởi vì ngày hôm trước còn là đại gia, ngày hôm sau là hai tay đưa vô cộng. Đó, trường hợp của Bầu Kiên, của Trầm B, của à, gì à, Hà Văn Thắm vân vân Thì quý vị đã thấy cái trường hợp đó xảy ra tại Việt Nam rồi ở Trung Quốc cũng không khác gì cả, nhiều tài phiệt đã đưa tay vào cổng và kể cả những nhân vật bộ chính trị mà có được cái tài sản khổng lồ cũng đã bị nướng trên lò đã hủy diệt trùi của của Tập Cận Bình. Nói chung là cái các cái quốc gia mà độc tài toàn trị à, cộng sản cai trị đó, thì quý vị những kẻ mà biết biết thời thế, biết liên kết, biết cấu kết với quan chức thì họ làm giàu rất là nhanh. Nhưng làm giàu nhanh là một lẽ, giữ được tài sản hay không lại là một chuyện khác. Do đó, nhóm những cái kẻ này đó quý vị, họ không có ngu dại. Họ vẫn âm thầm một phần họ để lại ở ở những cái quốc gia đó, Việt Nam, Trung Quốc, Nga vân vân. Một phần khác họ chuyển ra nước ngoài để trữ ở ngoài nước ngoài lỡ có chuyện gì thì còn có đường mà chạy. Mà chạy được rồi đó thì tài sản có đó mà hưởng. Thì đó là cái thói quen của những kẻ làm giàu trong những cái xã hội mà tôi vừa nói, độc tài toàn trị cộng sản và xã hội chủ nghĩa nhưng bây giờ tình hình thay đổi bây giờ kể cả gửi tài sản ở nước ngoài cũng không được an toàn một khi mà cái kẻ cai trị trở thành tâm điểm của thế giới tương tự như trường hợp của Vladimir Putin có nghĩa là Vladimir Putin khởi động cuộc chiến ở tại Ukraine nguyên một cái đám à, râu ria nguyên một cái đám tài phiệt xưa nay vẫn à, à, mang danh là tỷ phú bây giờ bị đóng băng tài sản bị đông kết tài sản, bị tịch thu tài sản và bị ngưng cái tất cả các cái hoạt động thương mại của họ ở bên ngoài nước nga. Và quý vị, điều này đã khiến cho nhiều tài phiệt của Trung Quốc giật mình. Nếu như tập cận bình mở cuộc tấn công vào đảo quốc Đài Loan, liệu số phận của họ có giống như số phận của các tài phiệt của nga hay không khi mà bị cấm vận? Và điều này chắc chắn xảy ra, bởi vì Joe Biden tuy rằng là ông ta không có à, mà cứng rắn trong vấn đề quân sự luôn luôn mềm dẻo và không muốn sử dụng biện pháp quân sự nhưng mà ông ta lại maximize tối đa tức là ông ta sẽ sử dụng tối đa tất cả những cái biện pháp khác để trừng phạt cái à, kẻ mà gây hấn thì quý vị việc mà áp dụng lệnh cấm vận đối với nga thì nó có thể cấm vận đối với trung quốc và các tài phiệt của trung quốc và quý vị đếm từ thời của ông trump tới bây giờ nhiều quan chức của cộng sản Trung Quốc đã bị à, cấm vận và bị đóng băng tài sản liên quan tới các cái vụ đàn áp về à, người à, thiểu số ở Tân Cương, các cái vụ mà bức hại dân chủ ở Hồng Kông. Thì quý vị, họ đã bị đóng băng tài sản nhưng đây chỉ là những quan chức thôi. Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế chưa đụng tới những tài phiệt. Nhưng họ sẽ đụng tới một khi mà tập cận bình khởi binh tấn công đảo quốc Đài Loan việc mà đưa quân tham chiến trực tiếp của Hoa Kỳ vào đảo quốc Đài Loan à, có hay không chúng ta chưa biết được. Nhưng điều chắc chắn là Joe Biden sẽ áp dụng lệnh cấm vận không khác gì với lệnh cấm vận đối với Nga. Và đám Âu châu cũng thấy không thiệt hại gì cả. Cấm vận các cá nhân thôi, chứ đâu phải cấm vận các à, à, nhân vật chủ chốt của Đảng Cộng sản đâu. Do đó họ vẫn áp dụng và quý vị thấy Nhật Bản nè, Liên hiệp Âu châu nè, Hoa Kỳ nè là rồi Anh, Úc vân vân tất cả đều cấm vận đối với Nga. Và đặc biệt quý vị, Trung Quốc cũng đang là tâm điểm đối trọng rất lớn ở trong cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đang bị xem là một con ngáo ọp ở Á Châu Thái Bình Dương. Do đó, nếu Tập Cận Bình mà liều lĩnh tấn công Đài Loan để mà ông ta chứng minh cái khả năng lãnh đạo của ông ta, để ông ta có thể ngồi thêm nhiệm kỳ thứ ba ở tại Trung Quốc, thì điều này có nghĩa là ông ta có thể được việc của ông ta nhưng mà đám tài phiệt của Trung Quốc lại có thể có nguy cơ mất tài sản. Có nghĩa là những tên tài phiệt này sẽ không có cái cơ hội nhiều nữa, giống như ngày xưa nữa. Tức là tài sản của họ sẽ không còn an toàn, dù họ ở bất cứ chỗ nào. Dù họ ở bất cứ chỗ nào, ở chứa ở trong cái quốc gia đó, thì sẽ đối diện với những cái chiến dịch đốt lò hay là các cái chiến dịch gọi là đá hổ đập rùi ở bên trung quốc thì gọi là đã hổ đập rồi còn ở bên việt nam thì gọi là chiến dịch đốt lò cũng không chạy thoát được mà nếu mà lôi nó ra bên ngoài nước việt nam để giữ tài sản hay là nước trung quốc để giữ tài sản mà bây giờ nguyễn phú trọng hay là phạm minh chính hay tập cận bình có những hành động nào đó mà bị trừng phạt bởi cộng đồng quốc tế thì quý vị kết quả của những tên tài phiệt này cũng giống nhau cũng sẽ bị đóng băng tài sản cũng sẽ bị tịch thu các cái tài sản của họ thì quý vị dường như là không còn an toàn cho những kẻ thích làm giàu trong cái xã hội được xem là sử dụng cái chính sách của kẻ cai trị lợi dụng chính sách kẻ cai trị bóc lột và làm giàu trên xương máu của những người dân ở quốc gia đó những tên tài phiệt ở trung quốc họ làm giàu trên xương máu của người dân trung quốc những tên tài phiệt của việt nam cũng làm giàu trên xương máu của người dân việt nam dựa vào chính sách của kẻ cai trị. dựa vào những cái uh, sự cấu kết với kẻ cai trị để làm giàu. thì quý vị, họ sẽ không được an toàn. và tôi nói với quý vị là chắc chắn những tên tài phiệt này sẽ không thoát được. đó quý vị thấy, tài phiệt Nga đó là bây giờ là coi như bị đóng băng hết tài sản. mà quý vị nghĩ tài phiệt Nga họ có ngu dại họ để tài sản họ một mình à, tất cả tài sản của họ ở nước Nga hay không? không họ phải chia tài sản họ ra gửi ở nhiều nơi để an toàn không phải chỉ có ngân hàng thụy sĩ không phải chỉ có ngân hàng của hoa kỳ hay là mua tài sản địa sản ở hoa kỳ mà họ còn bung tiền ra mua một số những cái tài sản ở những quốc gia khác mà họ nghĩ rằng là an toàn cho họ họ rải tiền của họ khắp nơi họ không để một chỗ quý vị nhưng bây giờ bị cấm vận thì tất cả các quốc gia đồng loạt đưa ra cái này thì khối tài sản đó coi như biến mất khối tài sản đó muốn đòi lại được chắc cũng phải mất vài chục năm. Nhưng mà trước mắt là họ đã mất hết tài sản. Thì quý vị, điều này đã khiến cho giới tài phiệt Trung Quốc rất lo ngại. Và việc mà tài phiệt Trung Quốc lo ngại, nó sẽ ảnh hưởng tới cái quyết định của Tập Cận Bình. Tại vì khối tài phiệt này rất lo ngại, một khi mà Tập Cận Bình tấn công, họ có thể trở thành mục tiêu. Thì giờ họ có hai giải pháp thôi. Giải pháp thứ nhất là tìm cách bảo vệ tài sản của họ và tránh À, dây dưa tới chính quyền của Tập Cận Bình để tránh bị trừng phạt. Nhưng mà khó lắm. Tại vì tất cả các mối làm ăn của họ đều nằm dưới cái sự quản lý và kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những công ty này đều dính líu tới Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đặc biệt là những công ty lớn như là JD.com nè, Bydance là ông chủ công ty TikTok nè, Tencent nè, Alibaba nè quý vị. Những công ty này bây giờ có chi bộ đảng nằm trong đó hết tức là họ được họ phải thiết lập những cái chi bộ Đảng Cộng sản theo lệnh của tập cận bình để kiểm soát các công ty này. Một khi mà các công ty này mà bị mà tập cận bình mà tấn công vào đảo quốc Đài Loan thì những cái điều này nó sẽ trở thành chứng minh là những công ty này là công cụ của nhà nước cộng sản. Có thể sẽ bị đóng đóng băng tài sản, có nghĩa là họ sẽ bị mất tài sản. Ở bên ngoài. Ít nhất là ở bên ngoài. Nhưng mà nếu để trong nước thì nó còn nguy hiểm hơn nữa quý vị để trong nước là ngày nào vui buồn tập cận bình mà thực hiện cái chiến dịch gọi là chống tham nhũng đã hổ đã diệt rồi đó quý vị những tay tài, tài việc này sẽ bị đem lên nướng làm dây tới thần hết cho thấy rằng là làm giàu ở xứ cộng sản thì rất là dễ ở xứ những xứ cộng sản cai trị rất là dễ nhưng mà giữ đồng tiền rất là khó bây giờ tẩu tán ra nước ngoài thì tẩu tán được chứ không phải không và nhiều năm nay họ đã tẩu tán rồi nhưng bây giờ họ sẽ trở thành mục tiêu bị siết chặt tài sản ở những quốc gia Tây Phương. Và bằng chứng là các tài phiệt của Nga đã bị. Họ bị tịch thu các cái du thuyền trị giá cả nửa tỷ Mỹ Kim. 600 triệu, 500 triệu, 300 triệu đều bị tịch thu hết. Rồi những cái tài sản địa ốc của họ ở Morocco, tức là ở cái khu nghỉ mát nổi tiếng, ở tại Âu Châu, ở tại London, ở tại Paris, ở tại Thụy Sĩ, ở tại Geneva, rồi ở tại những quốc gia Âu Châu và kể cả những cái tài sản của họ tại Hoa Kỳ. Từ ở San Francisco, New York cho tới Las Vegas, những cái dự án đầu tư của họ đều bị đóng băng hết. Và tài khoản của họ trong các ngân hàng cũng bị đóng băng luôn. Thì quý vị, điều này nó sẽ xảy ra nếu như Tập Cận Bình tấn công vào đảo quốc Đài Loan. Chính vì vậy, mà đám tài phiệt này một là họ phải tìm cái giải pháp tránh né nhưng họ tránh né không được bởi vì chính trong công ty của họ đã có chi bộ đảng nằm trong đó rồi họ phải làm theo ít nhất là phải đáp ứng cái luật lệ do tập cận bình đưa ra mà khi đáp ứng đó thì họ trở thành công cụ của tập cận bình mà trở thành công cụ của tập cận bình họ sẽ trở thành đối tượng bị cấm vận còn cách thứ hai là họ liên kết với nhau áp lực tập cận bình là giữ nguyên hiện trạng eo biển đài loan không động đậy tức là eo biển đài loan vẫn phải được giữ nguyên hiện trạng để tránh tình trạng họ bị làm thịt các cái tài sản của họ ở bên ngoài thì điều này có thể xảy ra ở tại trung quốc nhưng nếu điều này xảy ra ở tại trung quốc thì có nghĩa là tập cận bình sẽ đánh lô tô trên cái quyền lực của ông ta bởi vì cái nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở trong nội bộ đảng nó để mắt tới. Nó muốn giật sập ông ta, nhưng bởi vì ông ta đã đưa ra cái 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 lời thỏa thuận này rồi, nó chấp nhận một cách tạm thời trước khi có cuộc bầu bán tại Trung Quốc. Chính điều này Tập Cận Bình sẽ bị chẹt đạn. Không những Tập Cận Bình bị chẹt đạn và những tài phiệt Trung Quốc bị chẹt đạn mà kể cả các tài phiệt ở những quốc gia độc tài toàn trị cộng sản cũng sẽ có nguy cơ đặc biệt là đối với trường hợp của Việt Nam. Ok quý vị. Đại gia Việt Nam tài sản nhiều lắm. Nhưng họ cũng giống như tài tài phiệt của Trung Quốc và của Nga, họ cũng đã tài sản của họ bây giờ mất một phần ở Nga và Đông Âu rồi. Tức là tài sản của những tài này còn sót lại ở Đông Âu, ở Ukraine, ở Slovakia, ở Ba Lan, ở Cộng hòa Czech có nguy cơ là bị mất rồi. Thì bây giờ quý vị, họ phải rải qua những quốc gia khác vào Mỹ thì họ bị kiểm duyệt rất là khó khăn, họ đi thông qua thứ giới quốc gia thứ ba, đa số họ là rải tài sản của họ ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. thì những quốc gia này có thể nếu như trường hợp mà họ bị truy sát, họ bị uh, truy tố hoặc là họ bị dính líu tới cái đảng cộng sản mà lúc đó mà không may cho đảng cộng sản mà trở thành mục tiêu bị tấn công bởi Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền để áp lực cộng sản phải thay đổi thể chế, thì quý vị nó cũng tình trạng tương tự như tập cảnh bây giờ. Tức là những kẻ tài phiệt này cũng chưa chắc được an toàn trong cái tài sản của họ. Nhất là những kẻ đã tẩu tán tài sản qua bên Mỹ thì càng nguy cơ hơn nữa. Và điều này quý vị, tài phiệt Trung Quốc đang đánh lô tô. Họ đang đánh lô tô trong vấn đề của Đài Loan. Họ mong muốn giữ nguyên hiện trạng của Đài Loan y trang như vậy. Không có gì thay đổi hết. Còn nếu không là coi như họ mất trắng tay. Và Tập Cận Bình thì khó. Bây giờ nếu mà chịu áp lực của cái đám tài phiệt này thì ông ta có thể không ngồi được cái cái, cái nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng mà nếu quyết liệt thì đám tài phiệt này có thể sẽ lật đổ ông ta bằng mọi giá. Tại vì họ có tiền. Họ có thể mua được những cán bộ đảng viên để mà lật đổ ông ta. Thì quý vị, đặc biệt là Tập Cận Bình cũng gặp cái trường hợp khó khăn này. Đây sẽ là một cái bài toán nan giải cho Tập Cận Bình. Tuy nhiên, thì việc cấm vận này cho chúng ta một cái nhìn rất là rộng, tức là bây giờ cái toàn cầu đã chuyển qua một cái chapter mới, tài sản của những kẻ làm giàu trên xương máu của người khác sẽ không đứng vững nữa, sẽ không có chỗ để mà thoát nữa, cho dù họ đi bất cứ nơi nào trên thế giới, có thể sẽ bị đóng băng, có thể sẽ bị bắt giữ, có thể sẽ bị truy tố và có thể mất sạch tài sản, thân đi tù vì dính líu tới những cái à, à, chế chế độ đang áp cai trị hay xâm chiếm nước khác. Đây là cái bài học rất lớn và một cái cho quý vị thấy rõ, không phải liên kết với những kẻ cai trị là có thể thao túng được tất cả mọi thứ. Họ liên liên kết với kẻ cai trị, họ nghĩ rằng họ vững như bàn thạch, không ai đụng chạm được tới họ. Nhưng họ lầm. Thế giới thay đổi, càng lúc lại càng có những cái à, biến chuyển bất ngờ. Trường hợp của Nga đã là một điển hình. Có ai nghĩ những tài phiệt tỷ phú của Nga một ngày nào đó mất trắng tài sản không quý vị. Không ai nghĩ điều này cả. Không ai nghĩ điều này cả. Mất trắng tài sản vì một vấn đề không liên quan tới họ. Tức là Putin tấn công vào Ukraine liên quan gì tới họ nhưng họ bị mất tài sản. Tại vì sao? Họ là những kẻ lợi dụng chính sách của Putin để làm giàu. Cho nên họ phải hứng chịu tất cả những hậu quả do Putin gây ra. Thì ở Trung Quốc cũng vậy những kẻ dựa vào chính sách của Cộng sản Trung Quốc để làm giàu thì phải gánh chịu chung trách nhiệm đối với kẻ cai trị. Thì Việt Nam cũng không khác gì. Những kẻ làm giàu ở Việt Nam dựa vào cái chính sách kẻ cai trị và cấu kết với kẻ cai trị để làm giàu trên xương máu của người dân thì cũng phải chịu trách nhiệm chung với cái trách nhiệm mà nếu một khi cái chính phủ hay là cái kẻ cai trị đó bị trừng phạt bởi cộng đồng quốc tế. Và điều này quý vị, nó đã làm cho thế giới thay đổi và tôi nghĩ rằng ít nhất chúng ta có một cái tích cực rất rõ ràng liên quan tới tình hình của quốc tế và liên quan tới những cái trò nghĩ là ở việt nam nó kiếm tiền dễ quá mình kiếm tiền khó quý vị cái gì cũng có con dao hai lưỡi cái gì cũng có hai mặt một đồng tiền và cái gì cũng có cái giá của nó cả không phải dễ dàng như quý vị nghĩ đâu cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái chương trình đặc biệt buổi à, à, cuối tuần này và phong sẽ gặp lại tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong các chương trình thường lệ của tnp channel cảm ơn mọi người và chúng ta gặp lại sau bye bye